Trung Quốc xưa nay vẫn luôn là một nước có nhiều sự ảnh hưởng đến nhiều nơi trên thế giới. Dù có tầm ảnh hưởng, nhưng Trung Quốc cũng có những điều rất là vô lý và đi ngược lại với những quy định của quốc tế. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điều mà thế giới cấm, nhưng Trung Quốc vẫn ngang nhiên làm để có được sự phát triển. Mở đầu trong danh sách này chính là ăn cắp. Trên đất Trung Quốc không thiếu bất cứ thứ gì, nên cái mà Trung Quốc thường tìm cách đánh cắp cũng không phải là hiện vật gì, mà chính là công nghệ. Tuy nói là ăn cắp, nhưng những gì Trung Quốc làm thường rất quang minh, chính đại và hợp lý. Ví dụ như, Trung Quốc chấp nhận chi trả rất nhiều tiền và trả lương cực kỳ cao cho các Hoa Kiều đang sinh sống tại Mỹ và phục vụ trong các lĩnh vực công nghệ để trở về nước. Khi những Hoa Kiều này trở về, họ đem theo cả công nghệ cũng như nghiên cứu nội bộ của Mỹ. Các trường đại học quốc gia của Trung Quốc cũng cấp hàng triệu học bổng cho các sinh viên ưu tú nhất sang các nước phát triển đi du học. Đổi lại, những sinh viên này bắt buộc phải có những đề tài nghiên cứu ở đất nước đó và cam kết trở về Trung Quốc để cống hiến. Trung Quốc cũng sẵn sàng rót tiền hậu hĩnh cho các chuyên gia nước ngoài về làm việc cho họ, hoặc mua chuộc nhân viên của các công ty đó bán công nghệ cho mình, vì tấn công vào túi tiền chính là hình thức dụ dỗ dễ dàng nhất. Nổi cộm nhất chính là những lần Bắc Kinh mua chuộc nhân viên của Apple để học hỏi công nghệ về tự động hóa. Bên cạnh đó, các công ty công nghệ được chính phủ chống lưng của Trung Quốc cũng rất năng nổ trong việc sát nhập và hợp tác với các công ty khoa học của các nước tiên tiến hơn, để từ đó hợp pháp mà sao chép công nghệ. Những lĩnh vực mà Trung Quốc nhắm đến thường là điện tử, quân sự, công nghệ và gần đây nhất là 5G. Điều thứ hai chính là năng lượng nguyên tử. Trong năm 2021, Trung Quốc đã hoàn thành thêm 4 lò phản ứng hạt nhân, bên cạnh các nhà máy năng lượng hạt nhân khác đã được xây dựng trước đó. Theo các nhà khoa học, năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng chứa nhiều tiềm năng nguy hiểm, thải ra chất thải phóng xạ cực kỳ độc hại và dễ gây ô nhiễm phóng xạ có tầm ảnh hưởng lớn. Công nghệ về năng lượng hạt nhân cũng là mầm mống cho việc phát triển công nghệ chế tạo bom nguyên tử. Nhiều nước hiện nay đang ra sức cắt giảm năng lượng nguyên tử hoặc thực hiện các cam kết an toàn. Bên cạnh đó, các nước tiên tiến trên thế giới đang ra sức phát triển công nghệ về các nguồn năng lượng tái tạo an toàn như năng lượng hóa thạch, năng lượng mặt trời, năng lượng sóng biển. Việc Trung Quốc chuyển mình dần sang năng lượng nguyên tử đang gây ra nhiều vấn đề lo ngại. Liệu Trung Quốc có đủ sức và trình độ để đảm bảo an toàn khi vận hành các nguồn năng lượng này? Các nước xung quanh Trung Quốc sẽ giật mình mỗi khi nghe Trung Quốc có vấn đề gì về nhà máy hạt nhân. Đơn cử như vụ hỏng thanh nhiên liệu hạt nhân tại Đài Sơn, cách Việt Nam khoảng 700 km. Nên nhớ rằng, Nga với sự kiện nổ hạt nhân Chernobyl đã gây ảnh hưởng đến tận Đông Âu, Tây Âu, Anh và Hoa Kỳ, dù cách đó gần 10.000 km. Tuy nhiên, nếu thành công trong lĩnh vực này, chi phí sản xuất năng lượng của Trung Quốc sẽ giảm đi rõ rệt. Lấy ví dụ như tiền điện hiện nay của mình đang trả là 3.000 đồng cho 1 kW điện. Nếu Việt Nam có sản xuất năng lượng nguyên tử, thì con số này sẽ giảm chỉ còn 30 đồng cho một chiếc điện. Nhờ đó mà các nước có khả năng làm chủ nguồn năng lượng này sẽ có nhiều chi phí hơn để tập trung vào các lĩnh vực khác. Đó là lý do vì sao Trung Quốc bất chấp đi ngược dòng với thế giới để chạy theo năng lượng nguyên tử. Điều cuối cùng, Trung Quốc không chỉ đi ngược lại với thế giới mà còn đi ngược lại với tự nhiên, ngược lại với lịch sử nhân loại, chính là cấm đẻ. Tên hoa mỹ của chính sách này do Trung Quốc đặt là chính sách dân số, với mục tiêu giảm nhu cầu tài nguyên thiên nhiên, duy trì tỷ lệ lao động ổn định và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Chính sách này được áp dụng trong 37 năm, từ năm 1979 đến năm 2015, và được cho là thiết quân luật nhất trong số các chính sách của Đặng Tiểu Bình. Mình sẽ nêu một vài ví dụ cho chính sách được cho là trái với đạo đức này. Những ai dám sinh con thứ hai sẽ phải bị bắt đóng phạt với cái tên là phí đóng góp cho xã hội, với số tiền lên tới hơn 40.000 nhân tệ, tương đương hơn 140 triệu đồng. Chi phí này nhằm trang trải những thiệt hại cho xã hội do đứa con thứ hai của các gia đình này gây ra. Nếu không đóng đủ, sẽ được khuyên phá thai với một tờ giấy cam kết tự nguyện. Đã có những trường hợp nạo phá thai khiến cả người mẹ và con đều chết. Nếu bằng một cách nào đó vẫn đẻ ra và không đóng tiền, đứa trẻ đó sẽ trở nên vô hình khi không được đăng ký khai sinh.
không có tên trong hộ khẩu, không được cấp chứng minh thư, không được tham gia vào hệ thống bảo hiểm, cũng như không được hưởng hệ thống giáo dục, sức khỏe. Tuy nói đây là một chính sách tiêu cực, nhưng cũng đem lại cho Trung Quốc những sự phát triển đáng kinh ngạc. Tỷ lệ đói nghèo giảm mạnh, tỷ lệ dân trí biết chữ tăng mạnh, nguồn nhân công của nước này được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong khi các quốc gia khác tìm cách khuyến khích người dân sinh con, ưu đãi và trợ cấp cho những người sinh nhiều con, thì việc làm của Trung Quốc thực sự đã đi ngược lại với nhân quyền và đạo đức. Trung Quốc đã đánh đổi nhiều thứ để làm ba điều đi ngược lại với thế giới này. Nhờ đó mà Trung Quốc mới có được sự phát triển thần tốc. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà nước nào cũng có thể học theo mà áp dụng. Vì muốn phát triển hạt nhân và đánh cắp công nghệ, Trung Quốc đã chi tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Mà tiền này lấy từ việc bán tài nguyên cho các nước khác, thứ mà không phải quốc gia nào cũng có dư giả. Với việc để ít con, hậu quả trước mắt sắp xảy ra với Trung Quốc chính là việc thừa nam thiếu nữ hoặc thiếu hụt trầm trọng nguồn lao động. Chính vì vậy, làm việc gì cũng phải có sự tính toán kỹ càng, không phải chỉ cần nhìn và làm theo là được. Các bạn có ý kiến gì về vấn đề này, hãy comment cho mọi người cùng tranh luận. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video.